Xin chào các bạn, lại là mình Thu Hà đây. Và ngày hôm nay thì mình không có tại studio nữa, mà mình đang có mặt tại nhà để work from home. Và mình nghĩ là không chỉ riêng cá nhân mình mà sẽ có rất nhiều bạn đang xem video này cũng chung hoàn cảnh với mình. Đó là khi mà cái tình hình hiện tại mà dịch Covid đang diễn biến rất là nguy hiểm thì chúng ta sẽ phải làm việc ở nhà, vừa để tránh dịch, vừa để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta nữa. Tuy nhiên mặc dù là ở nhà nhưng mà mình vẫn không quên nhiệm vụ, đó là review đến cho các bạn những sản phẩm công nghệ mới và hot hit nhất hiện nay. Và trên bàn của mình ở đây thì các bạn đã biết một chiếc hộp rất là to, và nhìn như này các bạn đã đoán ra được đây là sản phẩm gì đúng không? Đó chính là chiếc iPad Pro 2020. Đây là chiếc iPad mà Apple mới ra mắt gần đây. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là chiếc iPad Pro 2020 này có gì đặc biệt nhé. Và cảm ơn cửa hàng DIDONGVIET đã hỗ trợ cho mình sản phẩm iPad Pro 2020 để thực hiện video này. Và trên tay mình đây là phiên bản iPad Pro 2020 12,9 inch. Và các bạn cũng đã nhìn thấy ngay cái điểm nổi bật của sản phẩm này là chúng ta sẽ có một chiếc iPad với màn hình cực lớn và kích thước cũng rất là mỏng. Và với màn hình lớn như này thì nó sẽ hỗ trợ các bạn đắc lực trong công việc hàng ngày cũng như là để giải trí xem phim nữa. Thêm vào đó các bạn nên thấy mặt sau chúng ta sẽ có ở đây là một cụm camera đặt trong một mô đun hình vuông. Và nó thì có thiết kế khá giống với thế hệ iPhone 11 ra mắt vào năm ngoái. Và cụm camera này chúng ta sẽ có hệ thống camera kép, bao gồm một camera góc thường và một camera góc rộng. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thêm một camera lidar. Và camera này thì hứa hẹn chắc chắn trong thế hệ iPhone 12 sắp tới đây sẽ có cụm camera ở đây. Vừa mới đi mua ô tô về xong thì đi qua nhà Hà thấy cái gì bờ rồ quá, nhìn ở ngoài cũng thấy bờ rồ rồi. Thì đúng, vào đây có iPad Pro. Nếu như các bạn không biết thì Thu Hà là một trong những người giàu nhất văn phòng Tạp Chí Nghe Nhìn Việt Nam. Con này vừa về xong phát đã đi mua ngay. Và mình thì là Ngọc Trần đây. Vậy thì tại sao Thu Hà lại lựa chọn cái chiếc máy này chứ không phải lựa chọn iPad Pro 2018? Anh thấy thì bây giờ iPad Pro 2018 sức mạnh vẫn ngon này. Thì nếu như theo em thấy theo tư duy của những người có nhiều tiền thì chắc chắn là họ sẽ săn đón những sản phẩm mới. Đặc biệt là với iPad Pro 2020 này chúng ta sẽ có rất nhiều những điểm cải tiến. Đặc biệt trong đó là hệ thống camera phía sau này, nhìn đã thấy giống iPhone rồi, kiểu bây giờ dùng iPhone 11 nên là muốn này cho nó đồng bộ ấy mà. Cái mặt lưng của nó sẽ được hoàn thiện từ full kim loại. Và cái nữa chúng ta cũng phải nói tới đấy là với phiên bản iPad Pro 2020 này á, thì nó cũng sẽ là cái thế hệ iPad Pro đang có cái sức mạnh nhất hiện nay luôn. Thì đây cũng là một cái điểm mà chúng ta cần đánh giá cao cái sản phẩm này, đặc biệt khi mà các bạn mua thêm một cái case, cái cover mà có bàn phím á, thì các bạn có thể sử dụng nó thay thế cho những chiếc MacBook cồng kềnh. MacBook Air dù nó có mỏng như thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ không gọn bằng việc là các bạn sử dụng cái chiếc iPad này. Bây giờ thì những ứng dụng văn phòng kiểu Word, Excel rồi PowerPoint cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ trên những cái nền tảng iPad OS. Và iPad OS bây giờ thì nó cũng đang dần được hoàn thiện giống với cái nền tảng Mac OS rồi, nên nó cũng sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm tốt hơn. Hiện nay khi mà dịch Covid đang căng thẳng như này thì em sẽ lựa chọn chiếc máy về để làm việc là cái chủ yếu này. Cái thứ hai là sẽ phục vụ hộ để giải trí hàng ngày, bởi vì là mặc dù là ở nhà có PC, có máy tính bàn rồi nhưng mà không phải lúc nào cũng ngồi trên cái PC làm việc cả ngày, rất là mệt mỏi. Thế nên là có một chiếc iPad là chỉ cần ngồi lên ghế tựa lưng hay là mình lên giường nằm mà vẫn có thể vừa soạn văn bản này, vừa có thể gọi điện họp với sếp chẳng hạn, các thứ nó cũng rất là tiện lợi nữa. Bây giờ thì người ta có những cái phần mềm gọi video call và họp online ấy, thì khi đó chắc chắn là nhìn mặt sếp cũng sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng mà sẽ có một cái điểm mà anh vẫn chưa hài lòng trên cái chiếc máy này lắm, em biết là vấn đề gì không? Vấn đề pin và sạc. Khi mà một chiếc máy nó lớn như thế này nhưng cái quả pin được trang bị trên nó cũng chỉ nằm ở mức là 9.000 mAh. Tức là nếu như so sánh với iPhone 10S Max hay là so sánh với một số những chiếc smartphone với cái màn hình chỉ là 6 inch hiện nay thì nó cũng đã có 5.000 hay là 6.000 mAh rồi. Khi mà cái chiếc máy nó to như thế này mà lại nhét một quả pin có 9.000 vào thì cái này là cái thực sự là bản thân mình thấy vẫn chưa hài lòng. Và một cái điểm nữa đấy là với chiếc iPad Pro 2020 này thì như các bạn đã thấy, khi mà hộp ra cục sạc tặng kèm sẽ chỉ là cục sạc 18W chứ không phải cục sạc 30W. Cái đó thì hơi buồn thật, nhưng mà em thấy rằng là với cái cục pin mà chỉ 9.000 thì nó cũng mình cũng nên thông cảm một tí xíu, bởi vì là với chiếc iPad này nó có thiết kế khá là mỏng và nó cũng phải đáp ứng cái việc là nhẹ để chúng ta có thể mang đi di chuyển dễ dàng đúng không, nên là em nghĩ rằng em có thể thông cảm với Apple về cái vấn đề pin này. Lại fan đúng không? Không. Sao bảo vệ kinh đấy? Không, tại vì em nghĩ như thế mà, chứ mà bây giờ mà tự nhiên nó dày cộp lên thì nó sẽ mất đi cái tính thẩm mỹ của sản phẩm này. Còn một vấn đề mà bây giờ mình mới để ý, đấy là khi mình mở cái camera của chiếc iPad Pro này lên ạ, thì mình chợt phát hiện ra là cái tính năng chụp chân dung của nó lại không áp dụng cho được camera sau. Mặc dù camera sau thì được tích hợp camera lidar ToF thế hệ mới, mà lại không mở ra được camera sau mà chỉ có thể chụp selfie xóa phông thôi. Thì đây là một cái điểm mà mình vẫn đang thắc mắc, không biết rằng đây có phải là phiên bản iOS chính thức hay chưa, hay là một chiếc máy nó kiểu như thế nào mình vẫn chưa rõ. Thì cái này khi nào mà có phiên bản update thì mình sẽ thông tin lại để cho các bạn sau. Còn hiện tại thì vẫn chưa chụp chân dung bằng camera sau được. Những cái tính năng quay video hay những tính năng chụp hình của nó và cái giao diện thì cũng không khác biệt so với những cái phiên bản iPadOS khác. Giao diện vẫn y chang thôi, không có gì mới mẻ ở đây hết cả. Nói chung bây giờ mình có chê cái chiếc iPad Pro này như thế nào thì nó cũng vẫn sẽ là một chiếc máy kiểu mơ ước của rất nhiều người, và nó vẫn sẽ là đích đến của rất nhiều người. Bởi vì thứ nhất, nó gọn nhẹ, tiện lợi trong việc di chuyển. Thứ hai, đấy là cái hiệu năng của nó cùng với những cái tính năng hỗ trợ bây giờ cũng đã quá ngon cho mọi người làm việc văn phòng. Thứ ba, đấy là nó sẽ có màn hình lớn, nét và có tần số quét cực kỳ mượt mà, vừa tốt để cho các bạn có thể xem video, vừa tốt để cho các bạn sử dụng hàng ngày, và vừa tốt để cho các bạn có thể chơi game. Nói chung rằng là nó gần như không có điểm chê. Bây giờ chủ yếu là bao giờ mà bán ra Apple tặng sẵn cho chúng ta một cái case nữa thì thôi, cái vấn đề mà mua hay không là quá dễ để quyết định. Còn bây giờ thì mình và Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe YouTube của Tạp Chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nhớ khi ra ngoài thì đeo khẩu trang vào nhé.